Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, Yên Bái là tỉnh miền núi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nền sản xuất hàng hóa với nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản có giá trị và đặc trưng của vùng miền. Trong đó, táo mèo còn có tên gọi là sơn tra, là loại cây bản địa đa tác dụng, sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với khí hậu, điều kiện lập địa và tập quán canh tác của người dân vùng cao, nhất là đồng bào người Hơ Mông đã sống gắn bó với rừng. Hiện nay, tỉnh Yên Bái có gần 3,9 hecta diện tích trồng cây táo mèo, chủ yếu ở hai huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu, với sản lượng bình quân đạt từ 2.500 đến 3.000 tấn quả một năm. Nhiều năm gần đây, quả táo mèo Yên Bái được rất nhiều người biết đến và vô cùng ưa chuộng bởi các tác dụng bảo vệ sức khỏe. Táo mèo là một loại quả đa năng, vừa là một vị thuốc quý, vừa dùng để giải khát mát và bổ trong mùa hè. Hạt và ruột có nhiều tính năng giảm béo, hạ huyết áp, an thần, cân bằng sinh lý và phòng chống các biến chứng do tăng huyết áp gây ra. Quả sơn tra của Yên Bái thì là cái quả gọi là quả truyền thống của Yên Bái rồi. Thế thì cái này thì trước đây thì là chỉ là tiêu thụ ở dạng quả, thế và là phơi khô, cắt lát phơi khô để làm một trong cái vị thuốc bắc. Những năm gần đây thì quả táo mèo, quả sơn tra đã được chế biến sâu, đặc biệt là chúng tôi đã có Yên Bái đã có cái đơn vị để sản xuất trà táo mèo, nước ép táo mèo. Thế thì sản phẩm trà táo mèo hiện nay thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ trong tất 63 tỉnh thành trong cả nước. Hiểu được giá trị của cây táo mèo, nhiều đơn vị sản xuất chế biến trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất quy mô lớn. Với các dây chuyền sản xuất hiện đại, táo mèo đã trở thành những sản phẩm đa dạng chất lượng cao như là mứt táo mèo, giấm táo, ngâm siro táo, đặc biệt là trà táo mèo, một trong những loại đồ uống tiện dụng, bổ dưỡng hiện đang được người dân trong và ngoài tỉnh rất ưa chuộng. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn và sản xuất y học cổ truyền Đông Dược Thế Gia Văn Chấn đã chiết xuất chế biến táo mèo thành trà táo mèo San Thịnh, dạng bột uống hòa tan đầu tiên trên thị trường. Trà táo mèo San Thịnh là một trong những sản phẩm của huyện Văn Chấn đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao năm 2020 với sản lượng 10 triệu thùng một năm. Sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi tại các tỉnh trong cả nước và được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Nguyên liệu trà táo mèo được lựa chọn kỹ lưỡng từ những trái táo mèo Mù Cang Chải tươi ngon do bà con hái từ trên rừng tự nhiên. Sau khi chọn lọc, sẽ được làm sạch, sơ chế đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm qua chế biến dưới dạng hòa tan tiện lợi, nhưng vẫn đảm bảo thơm ngon, mang hương vị tự nhiên của núi rừng. Đối với công ty khi mà ra cái sản phẩm mới của trà táo mèo và nước đóng non và kẹo C từ sản phẩm quả sơn tra thì bước đầu chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì trên thị trường người ta chưa có đơn vị nào sản xuất ra chế biến từ sâu từ quả sơn tra ra thành đồ uống. Do vậy khách hàng còn chưa biết đến nhiều. Hai, nữa về cái thuận lợi thì được sự quan tâm của tỉnh, thì đối với sản phẩm trà táo mèo đã được tỉnh cấp OCOP 4 sao và các cái buổi của tỉnh về xúc tiến thương mại thì đã giới thiệu các sản phẩm. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã liên kết được với các hệ thống bán hàng trên 63 tỉnh thành để đưa cái sản phẩm để giới thiệu cho người tiêu dùng. Được biết trên thị trường hiện nay có nhiều loại trà uống mang nhiều yếu tố thiên nhiên và giá trị sức khỏe con người. Còn một số dạng trà mang tính giá trị thưởng thức thì ít về giá trị sức khỏe. Nhưng loại trà táo mèo hội tụ được hai yếu tố trên. Cũng bởi vậy, thức uống này được người dân Yên Bái tự hào coi đây là sản phẩm đồ uống độc đáo của địa phương. Phát triển cây bản địa như là táo mèo là một hướng đi tích cực trong xóa đói giảm nghèo ở vùng cao. Thời gian tới, Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và hiệu quả kinh tế của cây táo mèo, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất gắn với chế biến nhằm nâng cao giá trị của quả táo mèo. Bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh kết nối thị trường tiêu thụ loại quả này.